Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Cô giáo xin gửi lời chào đến tất cả các em học sinh yêu quý. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bộ sách Chân Trời Sáng Tạo qua bài thứ nhất, lắng nghe lịch sử nước mình. Ở phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần viết, tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng đến với phần 1, đó là hướng dẫn phân tích kiểu văn bản. Câu hỏi thứ nhất, sách giáo khoa trang 32. Sơ đồ trên đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung nêu sau đây chưa? Đầu tiên, tóm lược và đủ các phần ý chính của văn bản. Thứ hai, sử dụng được các từ khóa, cụm từ chọn lọc. Thứ ba, thể hiện được quan hệ giữa các phần, đoạn, ý chính của văn bản. Thứ tư, thể hiện được nội dung bao quát của văn bản. Ở câu hỏi này thì cô giáo có hướng dẫn trả lời cho các em như sau. Chúng ta sẽ khẳng định luôn bằng một câu, sơ đồ trên đã đáp ứng được các yêu cầu về nội dung. Thứ nhất, tóm lược đúng và đủ các phần, đoạn, ý chính của văn bản thánh gióng. Thứ hai, sử dụng được các từ khóa, cụm từ chọn lọc. Thứ ba, thể hiện được quan hệ giữa các phần, đoạn, ý chính của văn bản. Và thứ tư, thể hiện được nội dung bao quát của văn bản. Câu hỏi thứ hai, sách giáo khoa trang 32. Sơ đồ trên đã đáp ứng được yêu cầu về hình thức nêu sau đây chưa? Phù hợp với nội dung của kiểu văn bản, kết hợp hài hòa, hợp lý giữa các từ khóa với hình vẽ, mũi tên, các ký hiệu, trình bày sáng rõ, có tính thẩm mỹ. Ở câu hỏi thứ hai này, cô giáo cũng có hướng dẫn trả lời cho các em như sau. Chúng ta cũng khẳng định như ở câu 1 về hình thức, sơ đồ trên đã đáp ứng được các yêu cầu về hình thức. Thứ nhất, phù hợp với nội dung của kiểu văn bản. Thứ hai, kết hợp hài hòa, hợp lý giữa các từ khóa với hình vẽ, các ký hiệu. Thứ ba, trình bày sáng rõ, có tính thẩm mỹ. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với phần 2, hướng dẫn quy trình viết. Ở phần này, chúng ta tiếp tục khám phá câu hỏi với đề bài hãy tóm tắt bằng sơ đồ một văn bản mà em đã đọc hoặc đã học. Với câu hỏi này thì các em hoàn toàn được sử dụng một văn bản mà các em tự lựa chọn với một chủ đề bất kỳ để làm sao tóm tắt cái văn bản đó bằng sơ đồ. Ở đây cô giáo có hướng dẫn trả lời cho các em như sau. Cô giáo lựa chọn văn bản Sự Tích Hồ Gươm. Tên văn bản đó là Sự Tích Hồ Gươm. Thứ nhất, sự việc 1. Nước Nam bị giặc Minh xâm lược, nghĩa quân Lam Sơn khởi nghĩa không thành công. Sự việc thứ hai, Long Quân cho mượn gươm thần. Sự việc thứ ba, Lê Thận nhặt được lưỡi gươm, Lê Lợi nhặt được chuôi gươm. Sự việc thứ tư, quân ta thắng lớn nhờ gươm thần. Và sự việc thứ năm, Lê Lợi trả gươm ở hồ Tà Vọng. Các em có thể lựa chọn văn bản Sự Tích Hồ Gươm hoặc cũng có thể lựa chọn một văn bản khác với một cái hình thức khác để tạo nên một cái sơ đồ độc đáo, đẹp mắt và sáng tạo. Vừa rồi là phần giới thiệu cũng như là trình bày chi tiết về các câu trả lời cho các em trong phần này. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các em. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.